Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, các cấp các ngành địa phương trên địa bàn tỉnh đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, một số mục tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực gia đình, dù có giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, các vụ xâm hại trẻ em vẫn còn xảy ra. Vì vậy, việc triển khai nhân rộng các mô hình phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới là điều cần thiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi qua ghi nhận sau. Giai đoạn 2011-2021, toàn tỉnh đã xảy ra 4.648 vụ bạo lực gia đình với 4.648 nạn nhân, trong đó có khoảng 73% nạn nhân là nữ giới. Riêng 9 tháng của năm 2022, xảy ra 52 vụ bạo lực gia đình, trong đó có 23 vụ bạo lực về tinh thần, 25 vụ bạo lực về thân thể, 2 vụ bạo lực về tình dục và 2 vụ bạo lực về kinh tế. Với thực trạng trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức hội thảo triển khai nhân rộng các mô hình phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới hạn tại 3 huyện Cù Lao Dung, Mỹ Tú và Châu Thành nhằm tăng cường thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn sự gia tăng của tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em gái. Thông qua cái hội thảo thì để tuyên truyền nhận thức cho các cái tầng lớp nhân dân đối với cái công tác phòng chống bạo lực trên cơ sở giới mà vai trò của phụ nữ, các ngành các cấp và các cái cán bộ mà của ngành lao động thương binh xã hội, cái trách nhiệm, cái vai trò của xã hội và của gia đình để chung tay mạnh dạn đưa ra những xử lý những cái trường hợp mà bạo lực xâm hại đối với trẻ em. Từ sáng sớm, gần 100 hội viên phụ nữ ở xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú đã tập trung để được trao đổi thông tin những vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Qua đó, chị em đã hiểu rõ hơn thế nào là bạo lực trên cơ sở giới, các hành vi vi phạm, quy trình can thiệp, các hoạt động chính sách hỗ trợ cho phụ nữ trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại trên địa bàn. Đồng thời, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phòng chống bạo lực cũng được chị em chia sẻ để nhân rộng trong thời gian tới. Là cái mô hình mà mới nhất là mô hình phụ nữ nuôi con khỏe dạy con ngoan, cứ mỗi tháng thì sinh hoạt một lần, cũng có 24 thành viên rồi trong đó thì thường cũng không phải là chỉ là mình cứng nhắc lo nói về vấn đề là nuôi con khỏe dạy con ngoan không đâu, mà mình cũng lồng ghép nhiều chuyên đề như là bạo lực gia đình nè, rồi nói không với bạo lực gia đình. Qua đánh giá thực tế các vụ việc, nguyên nhân chính dẫn đến phụ nữ trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại là do thiếu sự quan tâm của gia đình, thiếu kỹ năng tự vệ. Nạn nhân và gia đình chưa dám lên tiếng để tố giác do sợ trả thù, sợ bị cười chê. Từ những buổi tuyên truyền thực tế ở địa bàn dân cư đã góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng và phát huy vai trò chủ động của hội viên phụ nữ trong việc nắm bắt thông tin và sẵn sàng lên tiếng trước các hành vi bạo lực, cũng như nắm vững quy trình can thiệp, xử lý, giúp đỡ, hỗ trợ nạn nhân, đảm bảo an toàn, tạm lánh khẩn cấp, góp phần bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Thì ngoài việc mà tiến hành điều tra đối tượng bất lực thì cũng kết hợp với hội phụ nữ cũng như là để cho biết là hiện nay trên địa bàn huyện Mỹ Tú chúng ta xảy ra những trường hợp xâm hại tình dục trẻ em, để kết hợp với các ban ngành này làm sao để chúng ta có chính sách hỗ trợ cho trẻ em. Còn việc mà công tác xử lý thì hiện nay thì nói chung người qua công tác xử lý hiện nay cũng đã xử lý đến nơi đến chốn và các vụ việc xảy ra thì nói chung người dân nó cũng rất đồng tình. Thì tỉnh cũng đã lựa chọn 3 đơn vị này để tổ chức cái hội thảo nhân rộng các cái mô hình phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới. Thì qua đó thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội cũng như là các ngành liên quan để mà tổ chức cái buổi hội thảo này. Thì trong đó thì nhằm cái mục đích là cũng nâng cao kiến thức cho người dân trên địa bàn về những cái kỹ năng cũng như là cái kiến thức và phòng ngừa bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em, để chia sẻ cũng như là nhân rộng các cái mô hình phòng chống bạo lực cũng như là xâm hại trẻ em, và tuyên truyền nâng cao kiến thức cho cán bộ, hội viên, đoàn viên, hội phụ nữ cũng như là các ban ngành đoàn thể trên địa bàn. Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ đã thành lập và duy trì 9 câu lạc bộ trẻ em, 50 câu lạc bộ tiền hôn nhân và trên 5.000 tổ nhóm câu lạc bộ phụ nữ phòng chống bạo lực xâm hại phụ nữ trẻ em, gia đình không mắc tệ nạn xã hội. Cùng với đó là sự chung tay của các cấp các ngành và toàn xã hội thực hiện các hoạt động phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới đã có sự tác động tích cực đến người dân trong các vấn đề đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em tại mỗi gia đình cũng như trong cộng đồng dân cư, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới,
ổn định và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Sóc Trăng.